Việt Nam mình bây giờ là mấy giờ rồi? Có ai trên online không? À không, bạn. Bây giờ là nhanh vậy. Từ số 1 như là số 100 mấy rồi. À, giờ này là bên Việt Nam mình là buổi chiều đúng không? Thành ra nhiều bạn online. Đây. Chào bạn Đại Độ Lê Thanh. Chào bạn Cathy. Ác quỷ nhỏ, nghe tôi sợ vậy. Em Trung Kiên nè, Lê Phương. Chào Lê Phương. Chào Hà Lê. Đăng Anh. Chào Xuân Hiền. À, ở Việt Nam mình là 5 giờ chiều. Bên đây thì bây giờ là cũng không biết là gì. Hôm qua trường bay từ Seattle là 10 giờ rưỡi tối. Bay hiện nay tới ở sân bay này là bay được là bây giờ 5 giờ mấy bên đây rồi. Rồi, bay cũng bay từ 4 tới mấy 5 tiếng. Giờ đang đây là 5 giờ mấy sáng. Cảm ơn Lê Nguyễn, anh khỏe. Lâu quá không có gặp mọi người, mình nhớ thành ra livestream. Thế mặt trường ngãi ngủ không? Mới ngủ vậy, ngủ một thằng một giấc chứ máy bay. Bây giờ thì trường đang ở sân bay này và trường đang đợi khoảng 2 tiếng nữa trường bay tiếp. Bay tới Baltimore thì mai chủ nhật ở Baltimore trường có sẽ có một cái show hát ở đó. Chắc là yeah. Chào Đăng Anh. Mấy này cũng lâu rồi, trường Chu ẩn cũng lâu rồi không gặp mọi người, thấy nhớ nên livestream. À, chú đang ở đâu hả Lê Phương? Chú thật sự là chú ở Mỹ thì chú đi diễn nhiều, đi nhiều sân bay lắm, đi hầu như là sân bay là cũng đã dừng qua, đã ghé qua, nhưng mà cái này là sân bay này là đầu tiên mà ghé qua, nhớ cũng làm như là điều đầu tiên ghé xuống sân bay này. Cái tên cũng lạ lắm, để coi trên vé để tên là gì. Ở đây gọi là Raleigh Durham. Wow, tên lạ quá. Khi giờ boarding time là 9:35. Ôi, đợi lâu vậy. Sao mặt anh tốt quá hả? Cuộc sống chuyển động không ngừng trong những niềm vui. Anh vẫn khỏe chứ ạ? À, cảm ơn bạn. Thực sự ra mà nói là từ lúc mà trường với Phương có baby, có Phoebe xong thì thấy cuộc sống mình thay đổi nhiều. Năm nay thì trường ở Mỹ cũng khá nhiều, bởi vì bé còn nhỏ quá, trường cũng giúp Phương qua đây để mà chăm sóc bé cho nó tốt, nên trường ở đây nhiều hơn chút xíu. Nhưng nói chung cũng vì công việc nên phải đi qua đi lại khá nhiều, bay năm nay bay chóng mặt luôn. Anh chịu khó ăn nhiều nhé. Thôi, anh ăn nhiều lắm á. Anh hiện anh nào cũng lạ. Ôi nhớ, anh nhớ Thái Nguyên lắm. Anh nhớ cái lần anh diễn ở Thái Nguyên một lần lâu rồi chưa quay lại đó. Anh diễn ở trong cái nhà thi đấu nào đó, không biết em có biết cái đêm hôm đó không? Cái đêm mà anh diễn ngay giữa cái sân khấu, đặt ngay giữa cái sân vận động trong nhà luôn. Lúc đang hát rồi khán giả chạy hào tới, có nhiều bạn bay nhào vô ôm anh mà mấy người bảo vệ phải cản lại, lúc đó là báo đăng luôn. Bạn Doãn Vĩnh Hằng đã thấy nguyên diễn cho em xem với. Giờ này anh bên em mới có 5 giờ sáng, diễn gì anh buồn ngủ, anh mới ngủ dậy. Tối mai anh mới hát ở Baltimore. Ở đây sân bay này lạnh quá, mới ngủ dậy thấy người nó yếu sao thấy người lạnh. Để ông như sức khỏe là bệnh, ngày mai hết hát. Mọi người ở Việt Nam chắc vui nha. Buổi chiều rồi, chuẩn bị đi ăn tối chưa mọi người? Mọi người chuẩn bị đi ăn tối chưa? lành lắm mà ở đây xung quanh, nhưng mà ở nhiệt độ hay là bên ngoài không biết. Chào bạn Hoa Mục Lan. Các bạn thấy sân bay sơ qua ở đây buổi sáng 5 giờ sáng nhưng mà người ta đi cũng đông, thích ra cũng đông. Chào bạn Vũ Hà Phương Anh, mình mới làm bạn đúng không? Mới kết bạn xong. À, hôm nay ngày mai chị Duyên ở Baltimore, tuần sau thì Trường đi diễn, tuần sau Trường là diễn ở Seattle. Trường diễn xong ở Seattle thì Trường sẽ bay về Việt Nam. Thì Trường sẽ diễn tại Hải Dương, Trường sẽ diễn tại Hà Nội. Đúng ra thì có hát Hải Phòng nhưng mà tại vì không phải, đúng là hát ở Thanh Hóa, no, Trường hát Thanh Hóa nhưng mà hát không có Hải Dương. Đúng là có những Hải Dương mà giờ chó là ông biết ở chỗ đó nó bị sao đó, nó xin phép về lịch, tới là cuối cùng chỉ hát ở Thanh Hóa với lại Hà Nội thôi. Các bạn ở Hà Nội và Thanh Hóa chuẩn bị chờ đợi Trường nha. Gì bạn Thùy Trang Lý hả? Nói anh Trường hơn 40 tuổi rồi đó bạn. Tôi có đâu, anh chưa 40 tuổi, anh mới có 20 mấy à. Ở Việt Nam mình giờ này sao rồi các bạn? Trường đi nó thật ra cũng đi quay lại nhiều nhưng mà nay lên này đi 2 tuần mấy rồi, 2 tuần mấy. Nhớ Việt Nam, nhớ món ăn Việt Nam, nhớ cái không khí Việt Nam. Rồi quanh đây thì được thấy là thời tiết nên nó cũng tốt, đi qua đi lại rất quen, bay nhiều. Bạn Vương Võ nói là anh Trường Vương vậy không thấy anh Trường già hả? Không thấy Trường già. Anh Trường ơi, anh sang Hồng Kông đi, anh hâm mộ lắm, hơn 20 năm rồi. Bây giờ người Việt mình bên Hồng Kông đâu có nhiều đâu đúng không ta? Ít khi nào thấy ai làm show bên Hồng Kông. Không, đừng anh đi sang Hồng Kông là đi dự cái tiệc bên đó thôi. Lâu rồi, mình đa phần đi qua đó thì chắc đi chơi. Anh cũng là thuộc là Trường cũng thuộc là dạng người thích đi du lịch lắm đó. Chẳng hạn nhiều khi tại vì đi diễn nhiều quá thôi chứ đúng ra mình nghĩ là cứ nghĩ là từ Việt Nam mình mà bay để bay sang các nước gần đó như Hồng Kông, Singapore hay là Hàn Quốc nào nó cũng gần, nó cũng không xa lắm, đi rất là dễ mà cũng rất là thích đi, mà không biết tại sao lần nào cũng nói là sẽ đi mà về tới Việt Nam xong là chẳng nhớ đi đâu hết. Về tới Việt Nam là đúng rồi, anh thấy ở Hà Nội là 20 tháng 8 thì chắc không có mưa đâu đúng không? 20 tháng 8 Trường sẽ diễn ở Swing Hà Nội. Các bạn nào ở Hà Nội thì hẹn gặp nhau tại đó đêm đó nha. À, Tùng ơi, anh bay tới Houston hả? Không, cái này đâu phải Houston, không đâu phải Houston. Anh đi Baltimore. Sài Gòn mưa tơi tả luôn anh ơi. Wow. Anh hình như đang hơi mệt, chắc giờ tôi ngủ rồi. Anh ngủ được mấy tiếng à Kiên ơi? Anh ngủ mấy tiếng nha, tiếng trên máy bay. Cảm ơn bạn Lương Minh Phượng. Anh hai luôn mạnh khỏe hay. Anh Trường có khi nào sang Đài Loan không? Anh có một vài lần đi diễn cho bên công ty Western Union, anh diễn ở Đài Loan, ở Đài Bắc và Đài Trung 2-3 năm trước gì đó. Còn ở đi ghé sân bay Taipei thì ghé liên tục, tại lần nào anh bay anh cũng dừng lại Taipei đó. một năm vậy anh bay sang Mỹ 7-8 chuyến, lần nào cũng dừng lại tại Taipei. Chào bạn Mr. Siro, ủa vậy? Chào bạn Siro Thanh, tưởng Mr. Siro. À, bạn Doãn Diễm Hằng vẫn còn nhớ cái đêm mà anh ấy ở Thái Nguyên. Hôm đấy em tặng hoa cho anh bị đánh xương chân luôn, cho kỳ á, sao tặng hoa cho anh là bị đánh xương chân luôn, sao ai mà ép vậy? Thật kỳ ta. Mà hôm đó nhớ đông lắm, rất là đông, mọi người rất là kích động. Chào bạn Tiêu Trinh Thúy hả? Tiêu Trịnh Thúy, ủa bạn họ Tiêu cùng với anh à? Bạn phải họ Tiêu không? Yeah. Lan Trường tặng riêng anh một bài ca đi, anh Sáng Lê. Bây giờ mình đây thì không có, giờ đang anh Trường đang ở sân bay là hát gì đâu, đâu có đàn để hát tặng đâu. Để dịp khác chị sẽ hát tặng anh Sáng Lê nha. Này Mưa Vì Trường em vẫn thích hát bài này. Yeah. Cảm ơn bà Thanh Nguyên. Hai chào Chuột Trắng, chào bạn Trần Đặng Ngọc. Nhớ Chuột Trắng chứ, Chuột Trắng là trong một trong những cái thành viên kỳ cựu của FC Nam Trường trước đây, vì lâu quá rồi, cũng gia đình con cái hết trơn rồi đúng không? Cường Lê hát Tuyết Lạnh đi anh ơi. Cường đợi đó, tới Hà Nội anh hát. Cảm ơn Mai Tài nha. Sao anh vẫn đẹp trai thế? Chào bạn Thỏ Ngọc, chào bạn Nhung Nguyễn. Trời ơi, bắt đầu như sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng rồi lên đây gặp mọi người, đồng hồ đọc tên mọi người chơi vậy đó, không có làm gì hết, đọc tên thôi à. Chào bạn Trần Bạch Hà, chào bạn Huy Lai. Chào bạn Hoàng Anh. Sao anh cứ trẻ mãi hả? Anh nghĩ người ta nói là trẻ là nhờ cái gì ta? Một con người người ta sẽ trẻ nhờ cái hình, cái sắc thái nhất, đặc biệt là ở cái da vẻ của mình tốt thì mình sẽ thấy trẻ trung đúng không? Anh nghĩ chắc là do da anh tốt, may mắn được hưởng cái gen của má anh, thành ra là cái da nó tốt, cũng trắng, thành ra nhìn nó chưa có da. Nó chậm già hơn. Chào bạn Khánh Tâm. Mấy bữa Trường coi cái chương trình có lâu rồi, Trường thấy ca sĩ bạn Hà Anh Tuấn có làm cái chương trình Sincere, thấy bạn ấy làm chương trình nó hay mà tới tận bây giờ Trường mới để ý mới xem, chứ như là cũng lâu rồi, bạn đó làm lâu rồi. Mấy chương trình hát live YouTube Trường thấy nó hay quá, Trường cũng rất muốn làm cái chương trình như thế. Mà mọi người thấy thế nào, mọi người có cảm thấy thích không? Tại vì biết các bạn xem chương trình đó chưa, có nghĩa là bây giờ mình sẽ mời một cái ban nhạc, người ta sẽ chơi chung với mình, hát live và quay trực tiếp live trên YouTube luôn để mọi người cùng xem. Trường nghĩ nó cũng hay, mình hát được nhiều bài mình thích, mình sẽ chọn được nhiều bài, mình sẽ làm nhiều tập. Tập 1 mình hát bao nhiêu bài, 7-8 bài đó, xong tập 2 mình sẽ lên Facebook là thông báo với các bạn, hỏi các bạn thích bài nào, yêu cầu bài nào, request bài nào thì Trường số tới sẽ hát. Trường nghĩ chương trình đó cũng hay đúng không? Mà cứ muốn làm chương trình đó, nhưng mà tại đợt này cứ bay liên tục chưa có làm kịp, nhưng mà chắc chắn sắp tới là sẽ làm cái chương trình đó hay. Trường thấy chương trình đó hay. Nhớ Tú không Trường ơi? Tuấn Tú, Lê Tuấn Tú. Tú nào, có phải Tú ở đường Lê Hồng Phong không? Hà Nội đang mưa to anh ơi. Anh hy vọng tới ngày 20 tháng 8 anh ra là trời hết mưa. Em hâm mộ anh từ hồi học lớp 9 đó, em đã làm mẹ rồi, hạt cơm. Anh thấy các bạn mà nghe nhạc của anh Trường là những cái thời gian đầu tiên cho tới nay thì hầu như ai cũng có gia đình, có con cái. Hai chị Cẩm Vân, chị Cẩm Vân cũng đang enjoy trong cái room của chúng ta. Trời, nhớ chị Cẩm Vân quá, em lâu quá rồi không gặp anh chị. Có mấy lần ở nhà anh chị tổ chức liên hoan gặp gỡ anh em bạn bè ca sĩ mà em lâu rồi em cũng chưa ghé nữa. Còn đi về Việt Nam có dịp ghé thăm anh chị. Chào bạn Kim Ngân Nguyễn. Hai chị Cẩm Vân, hello chị khỏe không? Hôm nay em đi diễn nè, thành ra cuối tuần thì đi diễn, đầu tuần thì bận chơi với con, thành ra lâu quá nhớ mọi người em mới lên trên Facebook này để livestream chơi. Mấy bữa em thấy bạn bè mọi người thấy Hồng Ngọc, Hưng Đà, mọi người thấy ghé bên quá chị vui quá mà em lúc đó em bên đây rồi. Ngọc cũng gọi cho em nói Ngọc, em biết Ngọc mấy lần về Việt Nam mà em đang bên đây hết, ra anh em gặp gỡ em không được. Uống ít rượu thôi anh ơi hả? Trời lạnh uống ít rượu. Cường ấy, anh bỏ rượu lâu rồi, anh ngưng uống tới nay là chắc nghĩ cũng khoảng 5-6 năm rồi anh không có đụng tới rượu bia rồi đó. Là anh không có uống nữa. Bây giờ nhiều khi mắc cười lắm, đi hát là sân khấu có nhiều khán giả cứ họ mến rồi họ mời mình một ly bia, một cốc bia, một chai bia hay là một ly rượu. Mấy người họ cũng thích, họ quý mình á, nhưng mình đâu có dám uống đâu, anh bỏ lâu rồi. Giờ anh uống phải chỉ một ngụm thôi là anh xỉn liền tức thì. Hai Nguyễn Tuấn Minh coi sẽ đi thăm chú hả? Nguyễn Tuấn Minh trong The Voice Kids của Đợi Trường Nền tham gia. Rồi hôm nay Minh Thanh Nhật Nguyễn, Hai Thanh, anh nghe cái bài của em rồi, anh đang nôn lắm để về để mà thâu âm bài đó đi. Thật ra thì không biết là nãy lúc mà livestream Trường cũng biết là có nên livestream không, tại vì bây giờ mới mình đi sáng sớm mà cũng chẳng biết mình sẽ nói gì hay là sẽ làm gì. Thông thường Trường livestream Trường hay hát tặng mọi người lắm, mà hôm nay thì chắc là không rồi, tại vì đang ở sân bay mà không có đàn, không có gì để mà hát giao lưu với các bạn. Nhưng mà nghĩ thì đợi ở sân bay 2 tiếng mấy mà lại nhớ mọi người, nên ra livestream chỉ để gọi tên mọi người thôi. Chào bạn Hồng Vân, chào bạn Phạm Văn Đại. Thiên Chí nè. Anh Trường ơi, anh làm huấn luyện viên ở The Voice Kids rất hay, anh có kế hoạch tham gia tiếp chương trình nào như vậy nữa không? Em sẽ rất ủng hộ anh. Câu hỏi của bạn Ngọc Hồng, Trường Hồng Ngọc à? Trường Ngọc Hồng. Anh giống như anh đã nói thì năm nay tại vì anh có Phoebe, thành ra là anh sang đây hơi nhiều, thành ra anh cũng hy sinh nhiều cái lời mời, nhiều chương trình, nhiều lời mời lắm. Nhưng mà mình không có thể nào mà tham lam ôm đồm mọi thứ được. Mình phải, trước đây thì có lẽ là anh sẽ hy sinh nhiều thứ để cho cái sự nghiệp của mình. Còn bây giờ thì anh nghĩ nhất là khi mình có Phoebe thì anh nghĩ mình cần phải anh xem trọng cái chuyện gần con nhiều hơn. Thành ra anh ít nhất là năm đầu tiên cho Phoebe nó ổn định, anh nghĩ là anh sẽ có nhiều cơ hội và sẽ tham gia nhiều hơn ở trong những cái năm tới. Sơn Vận Động Cẩm Phả chào anh. Chào bạn Hàn Đức, chào anh Thư, chào Nguyên Vũ, chào bạn Cathy. Bạn Cathy, ác uy nhỏ vẫn còn trên đây. Bạn nói là thích tính cách của anh hai. Tính cách của trường như thế nào ta? Nếu mà theo như Cathy nói vậy thì Cathy thấy anh như thế nào? Hiền không? Thấy anh hiền đúng không? Nhưng mà anh thấy nhiều khi hiền á, đâu có cá tính đâu. Nhiều người người ta không hiền, người ta mới có cá tính thì nhiều người mới thích. Phải chảnh chảnh xíu. Nhưng mà anh chảnh không được đâu. Tính anh sao anh vậy rồi anh. Trên Ba Hà hỏi là anh ơi ra hồi này mẹ chị Diện ở Swing nè. Anh Diện ở Swing như là anh Diện ở Thanh Hóa hay ở một cái club ở Thanh Hóa mới. Diện hai chỗ thôi cho anh ba vào Sài Gòn. Chào bạn Mai Liên. Anh đang đi một mình à? Đi show bên đây thì nước Mỹ thì rộng lớn lắm, ca sĩ thì ở nhiều nơi. Ví dụ như thường thì họ sẽ diễn là cuối tuần diễn 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật. Hôm qua thứ Bảy thì có lẽ hôm qua thứ Bảy thì anh ở nhà, anh không có diễn, anh chỉ diễn hôm nay tuần này, diễn Chủ nhật thôi. Thì hôm qua ca sĩ trong đêm nay diễn chung quanh, có thể họ diễn ở một thành phố nào khác thì cứ từ đó bay tới địa điểm Baltimore tối nay thôi thì gặp nhau. Nhớ anh hai nhiều ạ. Cảm ơn bạn Nguyên Nguyên. Chúc tôi là Hồ Ly cuối tuần vui vẻ. Chào bạn Hồ Điệp, chào bạn Linh Dương. Anh ơi anh add Facebook với em với ạ. Bạn Nguyễn Như Phúc. Trời, bây giờ cái Facebook thì nó có chỉ có fanpage cho nên nó không giới hạn, thì không cần là add thêm ai rồi, tại vì nó không có giới hạn. Nhưng mà còn cái trang riêng á thì nó có giới hạn thôi. Nên ra trường cũng nhận được nhiều lời đề nghị là kết bạn chung, rất là muốn kết bạn, nhưng bởi vì Facebook mình đã đầy rồi, không có kết bạn thêm được nữa. Cho nên là nếu mà các bạn có ghé Facebook trường chơi thì có thể follow đi, nhưng mà mình vẫn là bạn mà, đâu cần phải add bạn mới là bạn đâu. Tại vì cái Facebook của trường hiện nay trường hầu như là trường open, trường mở hết. Trường đâu có, trường vẫn để cho các bạn comment trên cái status của trường, vẫn gửi inbox cho trường được, mọi thứ các bạn đều có thể làm liên lạc với trường trên Facebook của trường được. Thì trường nghĩ rằng là cứ vào trong Facebook thì chúng ta là bạn nhau, thứ hải gia huynh đệ, đâu cần phải add nhau nữa đâu. Bây giờ cứ các bạn hỏi add mà trường bị full hoài, trường cứ trả lời một câu hỏi giống nhau hoài thì cũng nha. Có gì bạn Nguyễn Như Phúc vô Facebook của trường chơi, em vô Facebook của anh chơi đi. Anh với em là bạn. Hát live đi anh. Giá như hát live đi anh. Bạn Giá Như kêu anh hát live, mới đọc nguyên một câu là Giá Như hát live đi anh. Cô gái tháng 5. Cô gái tháng 5 có phải là cô gái đâu phải cô gái đến từ hôm qua đâu không ta? Anh ơi hát bài Con Đường Tình Yêu đi ạ. Đợi anh một dịp khác đi anh sẽ hát tặng mọi người. Bây giờ anh đang ngồi chơi nói chuyện thôi. Lúc tới đây là 5 giờ rưỡi sáng, trời tối. Bây giờ ra trời sáng rồi, ngoài trời bắt đầu sáng. Chào Chi Võ. Bên em đang Việt Nam mình bắt đầu trời tối rồi đúng không ta? Việt Nam tối chưa Tâm? Hát báo thức mọi người dậy đi anh. Ở bên Việt Nam mình đang là tối mà, 6 giờ tối mà báo thức gì Cường Lê. Bây giờ hát mà không nhạc đâu có hay đâu. Bài gì ta? Bài siêu lăm tròn. Em lớp anh, em yêu anh. Trời. Hát mấy câu tiếng Sao Phi Bồng đi anh. Sao Phi Bồng. Giờ này ngồi đây nhạc xung quanh loa trên đầu anh nó mở ầm ầm sao nghe được. Bài À, nón mới đẹp hả? À, thật ra Trình cũng nhiều nón lắm mà lại thích nón nào hay đội riêng, đội suốt một cái nón ra. Mình lâu nhớ mới lấy cái nón khác đội nha. Không chào em mà bạn Trần Yến Phương, chào bạn Trần Yến Phương, chào Cathy Nguyễn, chào Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Trường. À, Hoa Hưởng sắp già rồi anh ơi. Hưởng mà sao già được, Hưởng là ông bố trẻ, lúc nào cũng trẻ. Hưởng cực kỳ giỏi luôn. Hưởng là phải nói anh rất là khâm phục em luôn á. Hưởng 4 đứa con rồi đó các bạn. Trời, mà vẫn đây vẫn trẻ chung, vẫn đẹp. Biết Hưởng từ lúc Hưởng chưa có bé nào, bây giờ là 4 em bé rồi, 4 con rồi. Tình đơn phương của tôi. Nguyễn Minh Quân. Ủa, tại sao mình thấy trong đây hình như là các bạn bây giờ có nhiều bạn giống như Trâm Đại Hà mới hỏi là anh làm đi à, em ủng hộ anh cả hai tay. Đây là cái câu chuyện mà Trường nói là Trường tính làm một cái YouTube live trên YouTube mà Trường nói cách đây 50 phút rồi, bây giờ các bạn mới nghe thấy hả? Ồ, mọi người đây kéo lên. Ồ. Chào bạn Đặng Mai. Hát trai cho tặng mọi người một đoạn bài này, Con Đường Tình Yêu nha. Nghe Con Đường Tình Yêu không? Có một con đường mang tên là tình yêu, đúng không? Là có một con đường mang tên là Trường Lăng. Mỗi ngày khi em đến sẽ bước đi cùng tôi. Bài đó đúng ra Trường nghĩ là nếu mà hát liên tục nhiều hồi xưa cái thời điểm bài đó cũng là thuộc dạng bài hit của Trường lúc đó, đúng không? Bài đó hay, Trường thích bài đó. Lâu quá rồi Trường chưa thấy Thịnh sáng tác bài nào mới để hát. Tóm qua mấy con tình yêu mà. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi. Bỗng em xa khuất dần, giống như mơ như cô đơn em quay về. Và giờ đây thêm nỗi nhớ em con quay đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia. Ngày em xa tôi mơ kia đã tan rồi, chỉ có thể yêu em thôi. Tình này trao đến em rồi. Từng đêm tôi vẫn mơ về, ở đoạn cuối con đường có em. Hôm bữa Trường nhớ là cái chương trình hát karaoke với Trường, cái Smule mà Trường bỏ bài Đường Dài Vô Tận lên á, Trường thấy các bạn gửi cho Trường rất là nhiều bài luôn á. Trường nói là để Trường lấy mấy cái file đó ra, Trường up lên từng bài để mọi người nghe chung. Mà không biết là các bạn có ngại không? Các bạn mà hát chung với Trường có ngại không? Nếu không ngại thì đồng ý đi. Trường sẽ lấy mấy cái file đó, Trường bỏ lên Facebook cho mọi người nghe từ từ. Giống như Trường đã bỏ lên, có một bạn nữ bồng em bé, bồng con mình, xong hát chung Con Đường Dài Vô Tận với Trường. Rồi nhiều bạn hát rất là hay, rất là thích. Cái chương trình Smule đó Trường cũng thấy vui, nó tương tác, nó tốt. Trường sẽ bỏ nhiều bài lên nữa để các bạn hát karaoke chung cho vui. Ok, không ngại. Thái Bon có thầu anh nhớ Thái Bon hát đúng không? Ok, bạn Trọng Quang, cho bạn Thiên Lý Phạm. Mọi người đi ăn tối chưa nè? Bên Việt Nam mình bây giờ chắc là cũng 6 giờ mấy rồi đúng không? 6 giờ mấy rồi, chuẩn bị đi ăn tối rồi đúng không? đây Tâm Nguyễn, anh ơi nhớ check inbox nhé, báo sớm cho em. Tâm ơi, anh có thấy cái inbox của em rồi, cái đó là cái chương trình em muốn anh tham gia. Hiện nay có một cái live trên YouTube mà không phải là kênh của anh mà kênh của bên mình là bên kênh 14 Phong Tâm. Muốn làm cái chương trình live YouTube vào ngày 17. Thích lắm luôn á, tại vì bữa anh có nói với em là anh bận hát ở Thanh Hóa với lại Hải Dương với lại Hà Nội mấy ngày đó, nhưng mà em nói ngày 17 nhưng mà anh cũng hơi lo, tại vì tại ngày 17 là cái ngày anh đi á, thì anh diễn 18, 19, nhưng mà anh lần này là anh sẽ đi sớm trước một ngày, vé máy bay mua rồi mà ngày đó anh 17 nên anh cũng chưa biết như thế nào nữa, liệu có làm được ngày 17 với bên em không, cái lịch của anh nó cập rập quá Tâm ơi. Để cái này, chương trình này mình có đổi ngày được không em, nhất thiết phải ngày 17 không, nhưng mà nếu mà làm chắc phải đúng thật, lịch của anh dạo này cũng hơi căng quá, anh đã bay nhiều. Mai Tiêu Huynh cho bạn thủ tục hải quan. Ủa sao là lấy tên thủ tục hải quan ta, hay là bạn ngồi ở cái kiosk, cái bàn của bên hải quan để mà mỗi lần khách ra vào như vậy gặp Trường nhiều đúng không? Anh Trường đang đi vậy, anh đang đi diễn. Chào bạn bé kè, bạn hỏi là Phoebe mấy tháng rồi, dễ thương quá. Phoebe đúng 5 tháng rồi em, vừa đúng 5 tháng. Bây giờ Phoebe mỗi ngày mỗi biết nhiều trò mới, dễ thương lắm. Rồi suốt ngày chơi với con vui lắm. Thôi chắc Trường để cho mọi người đi ăn tối nha. Bây giờ mọi người đói bụng rồi mà còn mọi người lại la lại trách Trường sao xin. Nếu kéo các bạn lâu quá không đi, các bạn đi ăn tối. Michael Minh, tháng 8 này anh có show ở Hà Nội mà anh hát ở Swing vào ngày 20 tháng 8. Cảm ơn Tâm Nguyễn, anh sẽ cố gắng sắp xếp tham gia với bên em một cái, nhưng mà anh thấy cập rập quá. Đúng là đợt này kỳ này anh về Việt Nam là được có anh về được có 6 ngày thôi đó Tâm ơi. Anh về là ngày 16 mà ngày 22, 21, 22 là anh phải bay lại rồi. Thật ra là anh đúng là kỳ này anh ở Việt Nam lâu, nhưng mà tại vì bước chợt có mấy show bên Mỹ họ mời anh thì anh tham gia, anh nhận, anh hứa giúp, cho nên anh phải bay ngược qua lại bên Mỹ anh diễn xong anh mới về được. Thì lúc đó anh nghĩ anh mới thoải mái để mà chuẩn bị kỹ, tại live ở trên kênh YouTube mình anh nghĩ anh cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng lắm để mà tham gia. Chứ anh không có về cập rập nhảy vô cái hát liền thì thấy nó hơi bị không chu đáo lắm. Ok, vì số anh là số đặc biệt cho nên ngày nào là tùy anh chọn đúng không? Cảm ơn Tâm, vậy anh sẽ chọn ngày, anh sẽ báo cho em nha. Ít cho bé ngậm ti giả nha anh. Có nhiều người cũng khuyên là, bởi nhất là các bạn ở Việt Nam mà đã làm mẹ rồi thì có nhiều kinh nghiệm lắm. Là người lớn vậy, ba mẹ hay là má của anh hay là bà ngoại của Phoebe cũng nói là không có nên cho bé ngậm ti, sợ sau này sẽ ảnh hưởng tới cái hàm răng của bé. Nhưng mà anh cũng lo lắm, nhưng mà anh có hỏi bác sĩ bên Mỹ, bác sĩ của em bé đó, bác sĩ của Phoebe á, thì bác sĩ nói là khi bé ngậm ti giả đó thì sẽ không ảnh hưởng tới cái hàm răng của bé đâu. Các bạn cũng thấy là em cũng chăm vụ cũng thấy là mấy đứa con nít bên Mỹ á, mấy bé đó răng nó rất là tốt, khung hàm rất là đẹp, mà đâu có giờ bị vẩu hay bị hô nếu mà ngậm ti nhiều. Các bé bên Mỹ này ngậm ti rất là nhiều luôn. Tại vì anh thấy cái lợi của ngậm ti là bé nó thường hay khóc lắm. Thí dụ như nó không có bình tĩnh hay nó hay bị nó quấy á, thì chỉ cần cho bé ngậm ti bé sẽ nín ngay. Nó cảm thấy nó bình tĩnh, nó có gì trong miệng nó cảm thấy nó giữ được á, nó bình tĩnh lắm. Mà anh hỏi kỹ bác sĩ rồi, bác sĩ nói là ngậm ti không ảnh hưởng tới hàm răng, cho nên anh nghĩ chắc không có sao đâu Chăm Vũ. Anh thấy kinh nghiệm nuôi con thì mỗi người mỗi kinh nghiệm, nhiều người có nhiều kinh nghiệm lắm, có nhiều người lắm. Nhưng mà anh thì chỉ mong là bé khỏe mạnh này, mình làm cái gì mà đừng ảnh hưởng tới sức khỏe của bé là anh không lo, chứ còn cái gì mà làm không đúng mà ảnh hưởng tới sức khỏe bé là anh sợ lắm, anh cũng sẽ không bao giờ làm mấy chuyện đó. Không, anh không sợ là bé đói, nhưng mà ngậm ti giả thường thì bé sẽ bình tĩnh hơn nhiều, bé sẽ không quấy, không khóc. Anh hai chiến đấu không mệt mỏi, chơi công việc của anh là đi ca hát mà phải đi diễn, thành ra quen rồi, bay liên tục, không sao hết á. Chào bạn Trường Phan, em cũng tên là Trường. Phan Mỹ Hiền, anh hơi mong 20 tháng 8. 20 tháng 8 Hiền có ra Hà Nội không mà mong anh? Nhưng mà có ra thì anh em gặp nhau lại. Ok, lần này gặp Minh ở Michael Minh, gặp bạn ở Swing nha.